Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, hơn 2.000 người đã tập trung tại thủ đô Bruxelles của Bỉ để phản đối các biện pháp thắt chặt chi tiêu do Liên minh châu Âu EU đề xuất và kêu gọi tăng ngân sách cho phúc lợi xã hội. Cuộc biểu tình diễn ra giữa lúc các bộ trưởng tài chính EU đang nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận về định hướng ngân sách cho năm 2025. Người dân từ các nước Bỉ, Pháp, Italia cùng nhiều quốc gia EU khác đã tham gia biểu tình. Họ muốn các chính phủ dành nhiều nguồn lực tài chính hơn cho trường học, bệnh viện hoặc đầu tư cho các thế hệ tương lai. Theo dự thảo tuyên bố chung của họp bộ trưởng tài chính EU, khối này sẽ giữ đúng các quy tắc tài chính đã được các nhà lãnh đạo nhất trí vào cuối năm ngoái, trong đó có việc yêu cầu các nước thành viên kiểm soát thâm hụt ngân sách, không được để tăng quá 3%, duy trì tỷ lệ nợ trên GDP không quá 60% và hỗ trợ tài chính cho Ukraine tới chừng nào còn cần thiết. Để đạt được các mục tiêu trên, nhiều nước sẽ phải có các biện pháp điều chỉnh mạnh tay, đơn cử như Bỉ sẽ phải cắt giảm khoảng 30 tỷ euro trong vài năm tới. Sáng 13 tháng 3 theo giờ Hà Nội, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ mới nhất của Đảng Cộng Hòa. Như vậy, ông Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống của mỗi đảng tham gia cuộc đua trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Tối 12 tháng 3 theo giờ bờ đông của Mỹ, tức sáng 13 tháng 3 theo giờ Việt Nam, ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín tại các bang Georgia, Mississippi và Washington, với khoảng 75-90% số phiếu, trước khi có kết quả tại bang Hawaii. Với kết quả này, tổng số phiếu đại biểu mà ông Trump đã có được là 1.228 phiếu, vượt mốc 1.215 phiếu cần thiết để giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Trước đó, đương kim Tổng thống Joe Biden cũng đã đạt đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Georgia. Ông Biden đã có hơn 2.000 phiếu đại biểu, vượt mốc 1.968 phiếu cần có để giành được đề cử. Sau kết quả ban đầu bầu cử sơ bộ tại Georgia, trước khi có kết quả tại các bang Mississippi, Washington và quần đảo Bắc Marianas. Trước đó, cả ông Biden và ông Trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba diễn ra hồi đầu tháng này. Lượng khí mê tan phát thải từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đã tăng lên gần mức kỷ lục trong năm 2023. Do đó, việc cắt giảm khí thải mê tan là cần thiết để đạt được các mục tiêu quốc tế về biến đổi khí hậu. Tuyên bố này được Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đưa ra hôm qua. Theo IEA, trong năm 2023, việc khai thác và đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra gần 120 triệu tấn khí mê tan, tăng nhẹ so với năm 2022 và gần bằng mức kỷ lục năm 2019. Đây là năm thứ ba liên tiếp lượng khí mê tan phát thải toàn cầu tăng. Theo chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, khí mê tan chiếm khoảng 30% lượng khí nóng trên toàn cầu hiện nay. Khoảng 40% khí mê tan được giải phóng từ các nguồn tự nhiên, chủ yếu là đất ngập nước, trong khi các hoạt động của con người chiếm phần còn lại. Các chuyên gia năng lượng của IEA cho biết, khoảng 40% lượng khí thải được ghi nhận trong năm 2023 có thể tránh được mà không tốn thêm chi phí bằng cách sử dụng các phương pháp đã thử nghiệm. IEA cũng hy vọng năm nay có thể đánh dấu bước ngoặt nếu các quốc gia và các công ty nhiên liệu hóa thạch biến những cam kết cắt giảm ô nhiễm thành các hành động cụ thể. Trong nỗ lực ngăn chặn việc lan truyền các thông tin sai lệch, hôm qua Google thông báo đã bắt đầu hạn chế các câu hỏi liên quan đến bầu cử trên các chatbot Gemini. Việc điều chỉnh này được triển khai ở cả Mỹ và Ấn Độ, nơi các cử tri sẽ đi bỏ phiếu vào mùa xuân tới. Google hiểu rõ, người dùng rất nhạy cảm với chủ đề bầu cử, nên công ty đã quyết định hạn chế chatbot Gemini trả lời những câu hỏi liên quan đến các cuộc bầu cử diễn ra trong năm nay. Những thay đổi này phản ánh đúng chiến lược đã đề ra trước đó của Google và sẽ được thực hiện một cách thận trọng. Trước đó, Google cũng đã phải dừng tính năng tạo ảnh trí tuệ nhân tạo AI của Gemini sau khi chatbot này cung cấp những hình ảnh không chính xác về nhân vật lịch sử. Không chỉ Google, nhiều nền tảng công nghệ khác cũng đang chuẩn bị đưa ra những quy định mới trong bối cảnh năm nay sẽ chứng kiến số lượng kỷ lục các cuộc bầu cử trên thế giới, trong đó có các cuộc bầu cử tại Nga, Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Brazil và Indonesia. Không thể phủ nhận AI có thể giúp làm giảm đáng kể chi phí vận động tranh cử và là một trong những lựa chọn hữu ích cho các chính trị gia trong việc tiếp cận cử tri. Nhưng bên cạnh đó, AI cũng gây ra những lo ngại về nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch thông qua các sản phẩm deepfake.
Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện một số cổ vật có niên đại 2.000 năm tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đáng chú ý, trong số này có cả những đồng tiền vàng được làm giả từ thời xa xưa. Thông tin mở đầu cụm tin vắn đáng chú ý. Các hiện vật được tìm thấy bao gồm hai bức tượng đá, một dòng chữ khắc bằng tiếng Aramaic, các đồng tiền vàng thời La Mã và cả các đồng xu giả. Số cổ vật này được phát hiện tại khu khảo cổ Tell Arab và theo các nhà nghiên cứu, những đồng xu giả có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Khu khảo cổ Tell Arab nằm ở giữa hai tiểu vương quốc Al-Quray và Sharad và là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Qua nghiên cứu các lớp khảo cổ được phát hiện, địa điểm này có niên đại từ năm 2500 trước công nguyên đến năm 300 sau công nguyên. Hôm qua, Thái Lan đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm Ngày Voi Quốc gia. Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách là đại tiệc trái cây dành cho 70 thực khách voi với 10 tấn trái cây và rau củ tại vườn thực vật Ayutthaya. Voi được coi là niềm tự hào và bản sắc văn hóa của đất nước Thái Lan. Ngày Voi Quốc gia ở Thái Lan là dịp để nâng cao nhận thức của công chúng về các nỗ lực bảo vệ môi trường sống của voi, chấm dứt sử dụng voi cho các buổi biểu diễn và cưỡi voi phục vụ du lịch. Thái Lan hiện có khoảng 3.800 con voi đã được thuần hóa, còn sót lại trong các khu bảo tồn động vật hoang dã trên khắp Thái Lan. Hôm qua, tổ chức bảo tồn phi chính phủ mang tên African Parks cho biết đang nuôi giữ 2.000 cá thể tê giác trắng để chuẩn bị cho việc thả về tự nhiên. African Parks hy vọng kế hoạch của tổ chức này có thể giúp tăng số lượng tê giác trắng phương Nam hoang dã trên thế giới lên 15%. Cụ thể, African Parks đặt mục tiêu thả về tự nhiên mỗi năm 200 cá thể tê giác trắng trong vòng 10 năm. Tổ chức này đã mua lại số tê giác nói trên từ một chủ sở hữu tư nhân. Người này đã buộc phải bán số tê giác này do chi phí bảo vệ chúng trước các đối tượng săn bắn trộm là quá cao. Hy Lạp đang nỗ lực cải tiến nghi lễ thắp đuốc truyền thống bằng nhiều hình thức mới. Tại lễ thắp đuốc Olympic Paris 2024 diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới ở Thánh địa Olympia cổ đại, một nữ tư tế cấp cao sẽ xuất hiện trong trang phục được thiết kế lại và trong nền nhạc sôi động mới mẻ. Trong nghi lễ truyền thống, nữ diễn viên Mary Mina lần đầu tiên vào vai nữ tư tế cao cấp sẽ dùng một chiếc gương parabol và tia nắng mặt trời để đốt cháy ngọn đuốc. Trang phục mà Mina và các nữ tư tế mặc sẽ có hai tông màu đen và trắng, khác hoàn toàn trang phục đơn sắc trắng hoặc xanh nhạt trước đây. Sau nghi lễ thắp sáng truyền thống, Mina sẽ chuyển ngọn lửa cho người cầm đuốc đầu tiên, đó là nhà vô địch chèo thuyền Olympic Stefanos Doukas ở rìa sân vận động Olympic cổ đại, đánh dấu việc bắt đầu trạng chạy tiếp sức kéo dài 11 ngày ở Hy Lạp. Ngọn lửa sau đó sẽ được trao cho ban tổ chức Olympic Paris ở Athens vào ngày 26 tháng 4, trước khi tạm dừng chân một đêm tại Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Hy Lạp. Và ngày hôm sau sẽ khởi hành đến Pháp trên thuyền buồm Belém. Ngọn lửa Olympic sẽ đến thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp vào ngày 8 tháng 5. Dự kiến có khoảng 150.000 người sẽ tham dự buổi lễ đón đuốc tại cảng cũ của thành phố này trước khi chặng chạy tiếp sức ở Pháp bắt đầu. Chặng này sẽ kéo dài 68 ngày và ngọn đuốc thiêng sẽ được thắp sáng tại lễ khai mạc Olympic Paris vào ngày 26 tháng 7 năm nay. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao và đồng nội tệ trượt giá hơn 60%, hội chợ thực phẩm giá rẻ thường niên được chính phủ Ai Cập tổ chức năm nay đã trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhờ có sự hỗ trợ của chính phủ, người dân đã có thể mua sắm các vật phẩm cần thiết và có một tháng lễ trọn vẹn. Hội chợ Alan Ramadan, hay còn gọi là hội chợ chào mừng Ramadan, là chương trình chợ thực phẩm hàng năm do chính phủ và các phòng thương mại phối hợp tổ chức trước tháng lễ Ramadan để cung cấp sản phẩm giá cả hợp lý. Phòng thương mại cung cấp không gian để thương lái bán sản phẩm của mình với điều kiện phải bán đúng giá. Ở đây năm nay có hơn 100 công ty bán các mặt hàng như đường, gạo, dầu ăn với giá bán buôn. Ngoài ra cũng có thịt gà, rau và trái cây. Người dân Ai Cập coi hội chợ thực phẩm năm nay là một cứu cánh trong tình hình bão giá. Mọi người đều đang chờ nhận lương rồi tới đây mua hàng, vì giá ở đây rẻ hơn nhiều so với các cửa hàng bán lẻ. Tôi hy vọng có thể được mua hàng với mức giá này ở mọi nơi và trong suốt cả năm, chứ không phải chỉ bây giờ. Tôi mong nhà nước sẽ hành động mạnh mẽ để kiểm soát thị trường và ngăn chặn tình trạng thao túng giá cả. Nhà chức trách cho biết đang lên kế hoạch tổ chức những hội chợ như vậy thường xuyên hơn, đồng thời hy vọng mức giá cạnh tranh tại hội chợ sẽ buộc các nhà sản xuất và bán lẻ điều chỉnh giá cả phù hợp với mức sống của người dân. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.